Một căn nhà 5 tầng xây mới đã được hoàn thiện xong hết chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về và ở, nằm ở cạnh khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị dự án 2 căn nhà tại tổ dân phố 2, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nó gần như nằm cạnh khu đô thị Văn Phú. Với vị trí cái căn nhà này thì ngõ cụ thể trước nhà thì nó rất là rộng, nó khoảng tầm hơn 3 mét. Tuy nhiên nó cách với trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 100 mét, thì cái ngõ mà đi ra tới đường ô tô thì chỉ 2 xe máy tránh nhau thôi mọi người ạ. Và với cái thông số của căn nhà này thì rất là đẹp. Hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà 5m17, mặt hậu của ngôi nhà 5m17, chiều dài của ngôi nhà là 6m57. Và với căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Dự án này có 2 căn thôi thì đã bán căn trong cùng, chỉ còn căn ngoài này thôi mọi người ạ. Và Ngọc Ánh sẽ quay căn này gửi tới mọi người. Với cái mặt tiền của ngôi nhà 5m17 rất là rộng, mặt tiền được ốp toàn bộ đá granite và phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa inox và bên trong là cửa gỗ. Cụ thể đây mọi người nha. Và mời mọi người theo em vào phần cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Trước khi vào cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ cụ thể hơn một chút về cái vị trí này. Vị trí này thì nó rất là gần với khu đô thị Văn Phú, nó gần với trung tâm hành chính quận Hà Đông, gần với lại chợ Hà Đông, giao thông đi lại rất là thuận tiện mọi người ạ. Xung quanh thì chợ Trường Phường Trạm đầy đủ, gần với chợ Văn La, Phú La ở đây. Và tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là phần phòng khách, đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, quạt trần ở đây mọi người ạ. Chủ đã lắp cho mình rồi. Ở phía dưới mặt sàn của ngôi nhà thì là lát gạch kích thước gạch 60-60 vân đá. Căn nhà này thì đã được hoàn thiện gần như 98% rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Ở đây thì còn một chút nữa là cái đồ mà chủ đầu tư người ta chưa dọn đi, còn cái phần hoàn thiện thì đã xong hết, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Căn nhà này không có bất kỳ một cái lỗi phong thủy nào nha mọi người. Hướng nhà đông nam thì rất là mát. Hồ sơ điện, hồ sơ nước của căn nhà này thì chỉ việc dọn về và ở thôi. Hồ sơ đã lắp xong xuôi hết rồi mọi người ạ. Lắp riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn. Giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này là 3 tỷ 600 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì quý vị có thể chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà đã được hoàn thiện chỉnh chu. Nước sạch sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội mọi người ạ. Và với cái vị trí căn nhà này thì nói thật với mọi người luôn là rất rất là gần với khu đô thị. Nếu như mà đi bộ thì nó chỉ tầm 100m thôi. Phần hoàn thiện tủ bếp là tủ gỗ ăn cường với 2 cái tông màu trắng và ở viền là màu nâu, rất là tinh tế. Mặt bếp thì là ốp đá đen granite và xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp. Phần hoàn thiện chỉnh chu. Tiếp theo, với cái không gian tầng 1 nhỏ nhắn, với cái căn nhà này thì diện tích 32m2, thì ở tầng 1 thiết kế phòng bếp, phòng khách và ở đây còn có một phòng vệ sinh, thì đáp ứng đầy đủ cho quý vị về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang là ốp đá. Và Ngọc Ánh xin trân trọng mời quý vị lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem ngôi nhà này giá 3 tỷ 6, vị trí như thế thiết kế ra sao. Với cái thiết kế của cái căn nhà này thì tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế tương tự nhau, là có một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh phía bên trong và một ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây, ban công rất là rộng. Căn nhà này ưu điểm của nó, mặt tiền 5m17, cứ gọi là 5m2, rất là rộng. Ưu điểm tiếp theo, hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát. Ưu điểm thứ ba, cái ngõ cụ thể trước nhà chỉ có 2 nhà sử dụng. Và đấy, vị trí tiếp theo nữa là nó rất là gần cạnh khu đô thị, cho nên là được hưởng toàn bộ những cái tiện ích công năng sử dụng của khu đô thị luôn mọi người ạ. Với cái phần căn nhà này thì phòng ngủ thiết kế hẳn là một cái cửa đi ra ban công và 2 cửa sổ phụ ở bên cạnh.
Ở đây thì chủ nhà có lắp cho mình luôn là điều hòa, rèm cửa. Tất cả các phòng ngủ đều được chủ đầu tư thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, sàn gỗ công nghiệp. Cửa thông phòng của tất cả các phòng được thiết kế là cửa gỗ và phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây mọi người ạ. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị đó là bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Nói chung là không gian đây, lavabo nhỏ nhắn xinh xắn đây mọi người này. Hệ thống điện nước đều đã được lắp đặt rồi. Căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Giá chào bán 3.600.000.000 đồng. Cũng rất là hợp lý với một cái vị trí như thế này mọi người nha. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà. Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi. Với tầng 3 và tầng 4, tầng 2 thì thiết kế giống hệt nhau, là một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Tất cả các phòng thì đều được thiết kế ở đây là có rèm cửa, điều hòa, ban công mở thực tế kéo ra phía bên ngoài được. Đó, sàn gỗ công nghiệp. Căn phòng này rất là rộng mọi người ạ, dễ dàng kê đồ nội thất, giường, tủ, bàn phấn, trang điểm ở trong nhà. Không gian phòng rộng, phòng vệ sinh này, bồn cầu liền khối, hệ thống sen cây tắm. Đó. Nói chung có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị y như thế. Vì tầng 4 và tầng 3, tầng 2 giống hệt nhau cho nên Ngọc Ánh sẽ mời mọi người tham khảo phía tầng 5 của ngôi nhà. Tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Ở đây là phần để máy giặt mọi người nhá. Đây ạ, sàn thoát nước, ống chờ, ổ cắm điện vào. Và trên phía tầng 5 của ngôi nhà này thì thiết kế ở đây là phần phòng thờ. Nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Với cái phía tầng 5 này thì chủ nhà lát gạch, kích thước gạch 60-60. Và đây, phòng thờ là có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Phần còn lại, đây chính là phần sân phơi mọi người ơi. Đây, đứng từ vị trí căn nhà này, quý vị có thể nhìn thấy khu đô thị Văn Phú. Có thể nhìn thấy tòa nhà Victoria Văn Phú. Có thể nhìn thấy tòa nhà The Cup Park. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái vị trí căn nhà này, cũng chỉ còn duy nhất một căn thôi, thì có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Diện tích 32m², hướng nhà Đông Nam, giá chào bán 3.600.000.000 đồng. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.